Đây quý vị các bạn thân mến, đây là cái con này gọi là con bò lui. À, bò nó lấy cái nó bò là lui không mà cái mông nó lùi lại. À, mắc cười không? Không thấy nó cử động gì hết trơn. Con này có cái tên rất là buồn cười nha, bò lui. Đó, nó bò lùi bằng cái đít không à.